Does it work? See nothing. No, I see nothing. Does it work? Again. So hang it. Okay. Just a moment. I just so like to be over here. Right. I stopped. Search. Really? Okay. So I just let it go. Hi. Okay, I know now, just a moment. Các bạn đợi một xíu nhé. So, let's start. Welcome to Miss Yến English. Chào các bạn đã đến với tiếng Anh Miss Yến. And I am Miss Yến, và tôi là Yến hay là gì nhỉ? Tiếng Việt được gọi, tiếng Anh được gọi là Miss Yến. Có bạn nói là tại sao không thể xem được video? Cái này phải cầu cứu anh Thanh quá. I would like to start my lesson today. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu với bài giảng của mình hôm nay nhé. I hope that you can join my lesson as friends and friends. Hãy xem như chúng ta đang nói chuyện với nhau, đừng như xem như một bài giảng, và tôi sẽ nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt cùng với nhau nhé. So, before giving you some tips about learning English, do you have any questions for me? Trước khi mà tôi gửi cho bạn một số cái trước khi trả lời cho các bạn một số cái mẹo về học tiếng Anh, thì các bạn có câu hỏi gì dành cho tôi không? Các bạn có thể hỏi tôi một vài câu hỏi và sau để như một bản dạo đầu, sau đó tôi sẽ gửi cho bạn bài giảng của mình ngày hôm nay. Maybe some of you know me and some of you don't. Có thể là một số bạn đã biết tôi và một số bạn thì chưa biết, đúng không nào? So
Actually, I'm passionate about teaching. Tôi rất là thích giảng dạy. And actually, there are a lot of students, they ask me, hey Ian, can you give me some tips because I'm too busy, so I can't join your class, so can you teach me online? Có một số bạn nói với tôi rằng là Yến à, tôi không thể mà học đến lớp học được, bạn có thể giảng online được không? I really want to give you a lot of videos, but I'm so sorry, recently I'm too busy. Tôi cũng rất muốn là gửi cho bạn rất là nhiều video, nhưng mà quả thực là về mặt công việc tính chất thì tôi rất là bận, thế nên là chưa có thể mà gửi cho bạn được nhiều ạ. Và today I would like to give you a lot of tips as much as I know. Even you don't have free time, you are busy, you can learn from a long distance. Và hôm nay tôi sẽ cố gắng gửi cho bạn một số cái tip nhiều nhất có thể. Và kể cả những người nào mà không có thể mà tham gia lớp học được và có thể học từ xa, các bạn cũng có thể là hỏi mình và I'm willing to share. Tôi sẵn sàng chia sẻ những điều gì đó, đúng không nào? Có bạn hỏi là làm sao để có thể nói tiếng Anh, đọc tiếng Anh trôi chảy, đúng không nào? Để đọc tiếng Anh trôi chảy, to read English fluently, first of all, you should practice your speaking skills. And to practice your speaking skills, you should practice your intonation first. Theo quan điểm của tôi, để mà có thể nói tiếng Anh trôi chảy thì các bạn hãy đọc tiếng Anh trôi chảy, các bạn hãy luyện nói trước. Từ luyện nói, các bạn hãy luyện đọc. Và để luyện nói trước thì các bạn nên luyện ngữ điệu trước. Ví dụ, I'm from Nghệ An, tôi là quê ở Nghệ An à. So I must change my intonation, my dialect. Và tôi phải thay đổi cái ngữ điệu, cái tông giọng, phương ngữ của mình để nói chuyện với các bạn. If I don't, maybe you don't understand what I say. Nếu như tôi không thay đổi thì các bạn sẽ không thể mà hiểu được những gì tôi nói, mặc dù là tiếng Việt. Thế nên for me, intonation is very important. And maybe next time I will give you several tips to master intonation, to learn intonation well. Và hôm tới có thể tôi sẽ chỉ cho bạn cái cách làm sao phát âm cho thật là tốt, thật là trôi chảy, lưu loát, được không ạ? And so, if you don't have any questions, I would like to start with my lesson today. Nếu như các bạn không muốn hỏi gì nữa thì tôi sẽ gửi cho bạn một số cái mẹo hôm nay nhé. For example, how to learn vocabulary well. Vocabulary well. Ví dụ như làm sao để có thể học vocabulary, có thể học từ vựng được tốt đây. How to learn faster and more effectively. Làm sao mà học nhanh và hiệu quả nào. So, based on what I know, như những gì mà tôi biết ý ạ, you usually learn by writing. You try to write a lot. Như tôi biết thì các bạn học, không phải các bạn, kể cả tôi ngày xưa cũng vậy. Khi các bạn học một từ vựng, các bạn viết cho nhiều chứ mình. Là từ vựng table, viết ra bàn, chair, bàn. Và các bạn viết. And then when you look back, how do you feel? What do you think? Các bạn viết rất nhiều, nhưng sau đó các bạn nhìn lại quyển vở của mình, các bạn cảm thấy sao ạ? Và is it really effective, useful? Và cách đó có thực sự là đã hiệu quả, đã chất lượng chưa? Đúng không nào? Before answering, I would like to ask you some questions. Thế thì trước khi mà trả lời câu hỏi đó cùng bạn gần về điều đó, tôi muốn được hỏi các bạn một số câu nhé. For example, topic first, chủ đề trước nhé. I can say I'm kind of foodie person. Tôi là người rất thích ăn uống nè. So today I would like to ask you several words about food. Và hôm nay tôi sẽ gửi cho bạn, hỏi bạn một số câu về món ăn nhé. So I will ask by English. And guess what I say? You can write down. Tôi sẽ hỏi bằng tiếng Anh nè. Các bạn thử đoán và viết ra những cái mà các bạn viết nhé. Vocabulary, từ vựng này. What will happen if you put water into the fridge? What does water change into? What will happen? Chuyện gì sẽ xảy ra if you put water into the fridge? Nếu các bạn để đá vào trong ngăn đá, vào trong tủ lạnh ngăn đá ấy ạ. What does water change into? Thì đá sẽ chuyển sang, nước sẽ chuyển sang gì ạ? Nếu các bạn để nước vào trong ngăn đá, thì sau đó nước sẽ chuyển sang gì ạ? Đá. Vậy đá tiếng Anh là gì ạ? Nó sẽ là ice. Now try to repeat after me. Thử đọc theo tôi nhé. Ice.
Bây giờ tôi tách âm này. Eyes. Có phải các bạn đang đọc là I và thiếu S không? Nếu các bạn đọc là I, người ta sẽ dễ mà misunderstand. Người ta dễ bị hiểu nhầm. Có thể là I, mắt các bạn. Hoặc I là tôi cũng nên I. Và đó một điều tôi muốn nói với các bạn rằng assault and adding salt is very very important. Và tôi muốn nói với bạn rằng assault cũng như adding salt trong tiếng Anh nó rất quan trọng. Nó cũng giống như là tones, những âm cái dấu của tiếng Việt vậy đó. Ví dụ như má, các bạn chuyển dấu thành mà, ma, nghĩa hoàn toàn thay đổi. Thì tiếng Anh nó cũng như vậy. Nó không thể đặc trưng thông qua những dấu giống chúng ta, nhưng mà những cái assault, ending sound và ngữ điệu sẽ là yếu tố quan trọng để xem người ta hiểu được những gì bạn nói không. Nào, nhắc lại một lần nữa nhé. Eyes. Very nice. So tell me, what is it? Do you like it? I love it. Bạn biết cái này gì không ạ? Chúng ta nói là chocolate, chocolate pie. Và đúng cái từ của nó là pie nè. Hay gọi chung là gì ạ? Kẹo bánh. Vậy bánh sẽ là gì ạ? Cake. Repeat after me. Cake. Very nice. So you know ice, you know cake. So can you catch what I say? Các bạn biết ice nè, các bạn biết cake nè. Vậy bây giờ các bạn thử xem, thử đoán xem tôi đang nói cái gì nhé. Icing on the cake. Một lần nữa nhé. One more time. Icing on the cake. Slowly, chậm nhé. Icing on the cake. Icing on the cake. Okay, just a moment, I'll show you. Bây giờ tôi sẽ show cho các bạn cái từ mà tôi vừa mới nói nhé. Tôi phải viết trước vì chữ của tôi rất xấu đúng không? So, you can see that. Can you see clearly? Các bạn có thể nhìn một cách rõ ràng không ạ? Đúng nào? Không biết. Các bạn có thể nhìn rõ ràng đúng không ạ? Okay, icing on the cake. Icing on the cake. Vậy các bạn biết được là cái này có nghĩa là gì không ạ? Đoán. Ice là đá. Thử đoán đi ạ, thử nói cho tôi nghĩa gì ạ? Ice là đá. Icing, đóng thành đá. Cake là bánh, đóng thành đá trên cái bánh nha. Chắc chắn tôi sẽ không đưa nghĩa như vậy rồi đúng nào. Tôi sẽ đưa một nghĩa làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống. Vậy nó có nghĩa là gì? First of all, I would like to define by English. Đầu tiên tôi thử dịch bằng tiếng Anh và các bạn thử xem tiếng, các bạn thử nghĩa xem, hiểu xem là gì nhé. So, icing on the cake, it means something makes the something makes the good situation even better. Nói nôm na bằng tiếng Việt có nghĩa là niềm vui được nhân đôi. Vậy các bạn có thường hay nói niềm vui được nhân đôi trong cuộc sống không ạ? Ví dụ nhé, I'm very happy with my life now and my husband. Wow, that's really the icing on the cake. I'm very happy with my husband now, right? Bây giờ tôi thử dịch lại nhé. I'm very happy with my life now. Tôi rất là vui với cuộc sống bây giờ của tôi. And my husband, và có chồng nữa. Wow, that's really the icing on the cake. Và chồng có chồng nữa giống như là niềm vui được nhân đôi vậy đó. Vậy nếu các bạn nghĩ rằng các bạn hay sử dụng cụm câu này trong cuộc sống thì các bạn cùng nhắc lại theo tôi nhé. Nào, icing on the cake. Icing on the cake. Next, tôi sẽ đưa thêm cho bạn một cụm câu nữa, rồi tôi sẽ cho bạn cái tips thông qua đó nhé, cái mẹo thông qua đó. Let me see. Okay. Có bao giờ các bạn nói rằng là đúng là được là cái này thì mất cái kia mà? Các bạn có nói câu đấy bằng tiếng Anh không ạ? À tiếng Việt không ạ? Nếu các bạn nói thì các bạn thử đoán xem đúng là cái này được cái này thì mất cái kia mà, sẽ nói bằng tiếng Anh như thế nào ạ? Thử nghĩ đi ạ. Đúng là được cái này thì mất cái kia mà. So it will be have your cake and eat it. Have a cake and eat it. Have a cake and eat it. Các bạn đang tò mò, curious, không biết nó viết như thế nào ạ? Tôi sẽ nói một cách rõ ràng, một cách rõ ràng hơn này. Have your cake and eat it. It means you cannot help or to do two things at the same time because they are impossible. Có nghĩa là
được cái này thì mất cái kia. Các bạn không thể cùng một lúc làm hai điều được. Ví dụ, that's life. You can't have a cake and eat it. It's up to you. Hoặc là that's life. You can't have a cake and eat it. It's up to you. Cuộc sống mà, bạn không thể, bạn được cái này thì mất cái kia. Tùy thôi, đúng nào? Vậy nó sẽ được viết như thế nào? Các bạn nhìn nhé. So, here we are. Have your và nối nhé. Nối cũng là một phần trong phiên âm vô cùng quan trọng đấy ạ. Have your cake and eat it. Và nếu các bạn nối được hơn, các bạn sẽ nối là, để tôi lấy viết và tôi chỉ cho các bạn rõ hơn nhé. Các bạn sẽ là have your, ok. Cake và chữ cake nối với chữ and thành have a cake and. Chữ and có ba cái đọc. Các bạn có thể đọc là and, an hoặc and đều được cả. Thông thường tôi hay nối là can, have a cake and. Rất là nhanh đúng nào? Eat it. Have a cake and eat it. Have a cake and eat it. Nào, nối cùng tôi nào. Have a cake and eat it. Have a cake and eat it. Từ đây, thông qua đây, tôi muốn cho bạn một điều rằng please don't learn vocabulary separately. Tôi đây chỉ muốn nói với các bạn là đừng bao giờ học từ vựng một cách riêng rẽ. Because when you learn separately, you need time to analyze when you see a phrase or example. Bởi vì khi các bạn mà học những từ rời rạc, các bạn lại phải mất thời gian một lần nữa để có thể từ nhà phân tích cụm câu. Các bạn nhìn thấy không biết nghĩa là gì, không nhẽ là cái tan chảy đá hoặc là đang đông đá trên cái kẹo. Các bạn thấy không ạ? And in my own opinion, và đây là theo quan điểm, theo suy nghĩ của riêng tôi, when I will learn vocabulary, I will phrase them into specific examples or phrases. Khi tôi muốn học từ vựng một từ nào đó, tôi sẽ học thông qua cụm câu hoặc là tôi sẽ học thông qua một cái ví dụ cụ thể nào đó. By that time, you don't waste your time learning separately or analyzing. Bằng cách đó thì các bạn sẽ không cần phải là học một cách là gì nhỉ? Phân tích. Thậm chí even you know it to learn grammars. Thậm chí khi các bạn học thông qua cụm câu hoặc là những cái ví dụ cụ thể, các bạn không cần phải học cả ngữ pháp nữa. Và đôi khi ngữ pháp không hề giúp đỡ chúng ta trong trường hợp đấy. Ví dụ các bạn tưởng tượng đi, có bao giờ các bạn nói tiếng Việt và các bạn phân tích xem các bạn đang nói cái gì bằng ngữ pháp không ạ? Hoặc như tôi cho các bạn câu này và các bạn thử phân tích giùm tôi về mặt ngữ pháp nó có không nhé? Nó rất là dễ ạ, chỉ có hai từ thôi ạ. Từ này ạ, tôi có hơi hay hướng dẫn cho một số học viên đấy ạ. Rồi, các bạn có thể nhìn rõ không ạ? Theo các bạn thì nếu bạn phân tích ngữ pháp, nó có chủ ngữ, vị ngữ gì không? Không. Còn nếu các bạn mà học từ riêng rẽ, tôi đảm bảo rằng hầu hết các bạn đều hiểu up, lên, yours của bạn. Nhưng các bạn có biết được up, yours nghĩa là gì không nào? Up yours là một lời chửi có nghĩa là gì ạ? Đồ dở hơi đấy ạ. Vậy đồ dở hơi, up yours. Vậy từ đấy các bạn hãy nhớ, nếu như các bạn cảm thấy điều đó là verb, các bạn hãy quán chuyển đổi bằng cách là thay vì học từ vựng một cách viết ra, hãy đặt nó vào cụm câu thông qua tình huống cụ thể các bạn nhé. Rồi, để làm rõ hơn một vấn đề nữa, bây giờ các bạn thử viết lại những gì mà tôi nói xem các bạn có thể hiểu được những gì tôi nói không nhé. Food for thought. Food for thought. Food for thought. Thử nghĩ đi ạ. Các bạn đang hiểu nghĩa food là cái gì? Có ai hiểu nghĩa là đồ ăn không ạ? Nếu con hiểu nghĩa đồ ăn, thức ăn thì đúng rồi. Còn nếu hiểu nghĩa là bàn chân thì chưa đúng. Và tôi sẽ phân biệt cho các bạn từ bàn chân và từ đồ ăn nhé. Cái thứ nhất, về mặt phiên âm, có bao giờ các bạn đã học hai ký tự mà tôi đang viết ở phía dưới này chưa? Nếu các bạn học rồi thì các bạn sẽ hiểu O là một long vowel sound,
là một nguyên âm dài, and ơ là một short vowel sound. Forget about vowel sound. Hãy bỏ qua là nguyên âm là gì đi. Bây giờ chỉ cần hiểu được từ này. Nếu các bạn gặp từ này nó giống chữ U của Việt Nam nhưng đọc gằn giọng và dài hơn một xíu. Ừ, và ghép với nhau nhé. F, ơ, f, u, d, ợt, f, ợt, f. Nó cũng giống như chúng ta đánh phần bờ A ba huyền bà. Và đó là một điều rất quan trọng để các bạn có thể nghe rõ hơn và phân biệt được cái nào đúng và cái nào sai. Còn đây, nó sẽ được đọc như thế nào ạ? Ực, ngắn, nhanh, ngọn lẹ. Các bạn để ý chữ ực tôi sẽ đọc từ quay hàm của mình. Nhưng nếu các bạn cảm thấy khó quá, các bạn có thể chuyển hơi chữ U nhẹ nhàng của Việt Nam, không sao cả. Ừ, thế cũng được. Và đọc từ này sẽ nhanh hơn rất nhiều. Foot. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn vì sao nó lại đọc nhanh nhé. Với chữ D. Trong phiên âm các bạn thử đọc cùng tôi nào. Cùng đọc D. Cổ họng rung không? D. Rung. Để lưỡi lên trên răng cửa, đẩy nào. Cổ họng rung không? Không rung. Vậy với những âm tiết nào mà cần rung, các bạn cho xuống, đi xuống để làm sao có sự gằn giọng và nó sẽ là foot. Và những âm nào mà không rung, đi lên foot. Được chưa ạ? Và nó là foot for thought chứ không phải là foot for thought. Và cụm câu mà tôi muốn đưa cho các bạn đó sẽ là đây ạ. Foot for thought. Về chữ for, các bạn có thể đọc là for, f, đều được cả, không sao cả. Food for thought, hoặc là food for thought, đều được. Rồi, nói chúng tôi nghĩa sẽ là gì đây? Nghĩa là gì ạ? Thức ăn cho suy nghĩ, thought, suy nghĩ. Nếu các bạn dịch là ăn để sống, hợp lý. Và cái câu, cái nghĩa khác mà tôi muốn nói với các bạn, đó sẽ là food for thought, it means something is very worth to think about. Có nghĩa là những điều gì đó đáng để suy nghĩ. Ví dụ, hãy dịch dùng tôi câu này sang tiếng Việt, sang tiếng Anh nhé. Wow, cảm ơn về những lời nhận xét của bạn. Đó đúng là điều đáng để tôi phải suy nghĩ. Thì các bạn sẽ nói như nào ạ? Cảm ơn về những lời nhận xét của bạn. Đó là những điều tôi đáng để suy nghĩ. Sẽ nói sao ạ? Nó sẽ là, cảm ơn sẽ là thank you. Hoặc các bạn có thể chỉ nói chữ thanks thôi cũng được. Thank you hoặc thanks, được chưa nào? Nhưng quan trọng các bạn phải đưa âm th ra. Thanks hoặc thank you. Sau đó về một cái gì đó các bạn sẽ nói là for. Thank you, ví dụ thank you for. Rồi, của bạn, bạn, your, lời nhận xét. Chắc chắn từ này ai cũng biết, nhưng hầu như đọc chưa đúng. Chúng ta có thể đọc là comment, đúng không nào? Tôi vừa mới nói với học viên của mình liền. Nhưng đúng của nó là comment. Comment. Now repeat after me. Comment. Comment. Very nice. Cảm ơn về những lời nhận xét sẽ là thank you for your comments. Đó đáng là điều để suy nghĩ. For thought là suy nghĩ. Và nếu tôi có thể nói là it gave me a lot of food for thought. It gave me a lot of food for thought. Tôi sẽ không viết ra đâu. Và đó là cái mà tôi muốn gửi cho các bạn. Thêm một cách nữa để các bạn học từ vựng, hãy học bằng cách luyện nghe. Bởi vì somehow what you know, but maybe you can catch what they say. Bởi vì đôi khi những cái bạn biết nhưng bạn lại không thể mà nghe ra những điều họ nói. Just because you don't connect the relationship between listening and speaking. Chỉ bởi vì các bạn chưa có sự liên kết giữa nghe và nói. Vậy khi các bạn muốn học nói thì hãy học nghe trước. Cũng giống như một đứa trẻ vậy. Khi nó vừa mới sinh ra, khi em bé sinh ra, em bé luôn nghe mọi người nói ôi thương quá cơ, nào ba má. Và dần dần định hình ý thức được bằng hình ảnh. Khi nói ba chính là người đàn ông, má là người phụ nữ hay là mẹ mình. Và dần dần trẻ sẽ nhái theo. Vậy tôi cũng hy vọng rằng nếu các bạn cảm thấy đó là điều hữu ích, hãy gì ạ? Học thông qua nghe trước. Nghe từ cái cơ bản easier to the hard and harder. Từ cái dễ cho đến cái khó. Rồi dần dần dần, time by time, you get it, các bạn sẽ làm được thôi. You make it, các bạn sẽ làm được thôi. Được chưa ạ? Và thông qua 3 điều trên,
có một số những điều tôi muốn được chia sẻ cho các bạn sau đây. Thứ nhất, khi học từ vựng, hãy đặt nó vào cụm câu hoặc là những cái ví dụ cụ thể, thay vì là việc chép. Thậm chí không cần dùng đến vở để chép cũng được. Hãy thay vì là mình luyện nhớ, cố gắng luyện phản xạ. It doesn't matter how much you can remember. It's important is how much you can blurt out or can apply. Cái điều quan trọng không phải là việc bạn học thật nhiều, mà quan trọng bạn sử dụng được bao nhiêu và có thể là nói ra một cách phản xạ được bao nhiêu. Được chưa ạ? Cái thứ hai đó là khi học từ vựng thì hãy học thông qua luyện nghe. Từ luyện nghe, sau đó mình bắt đầu mới nhìn và nhái theo, rồi cuối cùng mình mới bắt đầu diễn thử xem nghĩa. Tốt hết, hãy học nghĩa thông qua hình ảnh. Ví dụ, khi tôi nói cái bàn, trong đầu bạn sẽ nghĩ gì ạ? Là một hình ảnh, chúng ta có thể đổi đồ đạc hoặc học bài, chứ không phải là giống như chúng ta học tiếng Anh, cái bàn table. Bởi vì có bao giờ các bạn đi nói chuyện với người nước ngoài mà các bạn lại nói rằng là I don't understand table. Can you explain? Ah, I know bàn. Có bao giờ các bạn nói tao không hiểu cái table là gì mà tao biết mà bàn. Sẽ không hiểu nhau nếu người ta cũng không biết tiếng Việt. Và đó chưa phải là một lối học mà thực sự, theo quan điểm của tôi, thực sự effectively. Ok, rồi thứ nhất là học thông qua từ vựng là cụm câu, là thông qua cụm câu. Thứ hai luyện nghe. Và tôi có thể, nếu như các bạn thực sự patient nữa, kiên nhẫn nữa, được chưa, các bạn có thể nhìn thấy đấy ạ. Vì lúc nãy tôi thấy cảm thấy là it doesn't work, chưa, cái connect chưa được lắm. Rồi, vậy thì tôi sẽ nói lại nhé. Và nếu như các bạn thực sự kiên nhẫn một lần nữa thì các bạn hãy quán change your thinking into English. Hãy chuyển đổi suy nghĩ của mình từ tiếng Việt chuyển sang tiếng Anh. Ví dụ, every time when you wake up, như tôi hay nói với học viên, mỗi lần các bạn thức giấc, mở mắt là gì ta? Thức dậy là gì ta? When you brush your teeth, đánh răng là gì ta? When you cook, nấu ăn là gì ta? When you when you prepare ingredients, không biết là gia vị tiếng Anh là gì nhỉ? Đại loại như thế. Thì như vậy đó là một cách học initiatively, một cách chủ động. Và dần dần các bạn từ vựng sẽ đi vào các bạn một cách naturally, một cách tự nhiên. Và lúc đó các bạn bỗng dưng các bạn nhìn lại, ô, không nhờ mình lại có nhiều từ vựng như vậy nhỉ? Believe in me, if you want to touch English as quick as you can, hãy tin tôi, nếu như các bạn thực sự muốn học tiếng Anh một cách trôi chảy, nhanh, chất lượng và tiết kiệm thời gian, được không ạ? In short, để tổng kết lại vấn đề, chúng ta cùng practice 3 phrases which I gave you. Chúng ta cùng ôn lại 3 cụm câu mà tôi đưa cho các bạn nhé. Nào, first of all, icing on the cake, can you see clearly? Các bạn có thể nhìn kỹ không? Nào, icing on the cake, repeat after me. Icing on the cake. Second, have a cake and eat it. Tiếp tục, last but not least, food, remember, dài ra nào. Food for thought. Và khi các bạn đọc vào cụm câu rồi, các bạn không nhất thiết là phải đọc food nữa, mà các bạn có thể nuốt luôn âm dở. Quan trọng là các bạn để lưỡi ở trên đó, từ từ thành for là được. Food for thought. Được chưa ạ? Đấy. Và thêm một điều nữa là tôi muốn gửi gắm với các bạn rằng, cũng giống như tiếng Việt, chúng ta thường nói cụm câu, không bao giờ chúng ta nói từng từ rời rạc. Thế nên có những lúc trong tiếng Anh, cụm câu khi bạn nhìn không hề giống, không hề sát nghĩa như gì bạn dịch. Thế nên để tiết kiệm thời gian, hãy học cụm câu, học thông qua cụm câu, giống như up yours, đồ dở hơi mà tôi nói cho bạn lúc nãy đấy ạ. Đấy. Before finishing my lesson today, do you have any questions for me? Thế thì để kết thúc bài giảng hôm nay, buổi nói chuyện, hãy chúng ta hay nên nói là buổi nói chuyện đi, đừng nói bài giảng được chứ nào, vì tôi không muốn một cái barrier, một cái rào cản nào giữa teacher and students, giữa học viên và giáo viên đâu. Because somehow I can learn from you. Bởi vì một mặt nào đó tôi có thể được học từ các bạn thì sao, đúng nào? I'm willing to learn with you. Tôi sẵn sàng được học từ các bạn đấy. Vậy thì trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, các bạn có điều gì muốn hỏi tôi không? Có cái gì thắc mắc không ạ? Hoặc là các bạn có thể gửi thắc mắc thông qua là các bạn
comment, nhớ bạn comment, để những lời bình luận hoặc là gửi tin nhắn, message, gửi tin nhắn dùng tôi, và tôi sẽ tổng kết, thống kê lại, và đó sẽ là buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm sau, được chưa nào? Nếu như các bạn không có điều gì nữa thì chúng ta tạm thời dừng tại đây nhé. Hôm nay là Saturday, cũng là cuối tuần, các bạn chắc là cũng muốn được đi chơi đúng không nào? So, thank you so much for today. I hope you enjoy my, how can I say, maybe my talking today. And if you wanna share anything, if you have any idea to me, please don't hesitate to ask me. Nếu các bạn có điều gì cần chia sẻ, ví dụ góp ý cho tôi cũng được, các bạn đừng ngại khi mà nói dùm tôi nhé. Because my lesson today is your comments. Bởi vì bài giảng của tôi hôm nay chính là những lời nhận xét của các bạn. So please help me to achieve my achievement to be a real English teacher. Và cố gắng giúp tôi để trở thành một giáo viên chuyên nghiệp in the future, right? Thank you so much. Good night. And see you later. See ya. Đó là một cách nói của tiếng Anh một cách thân thiện. Thay vì nói see you later, chúng ta có thể nói see ya. Tôi sẽ không biết ra đâu, nhái thế ạ. See ya. Good night. Bye. Okay.